Dạ xin mến chào tất cả quý vị. Hải cũng đang đi trên đường thì thấy một cụ ông đang ngồi bán vé số. Nhìn qua thì Hải thấy ông hình như là bị mù cả hai mắt quý vị ạ. Nên là Hải lại đây chia sẻ và hỏi thăm hoàn cảnh của ông như thế nào hả? Con chào ông. Dạ, ông đang bán vé số à? Bán số. Dạ. Ông bán vé số ở đây lâu chưa? Vấn đề không có bán đều. Ông đi làm tâm tre đũa tre. Dạ. Tâm tre đũa tre trên núi Thành. Núi Thành chỗ cái tổ ông có cái kiệt á. Dạ dạ. Ông dạ. Ông làm tâm tre ở chỗ mà hội người mù phải không? Ở đó. Con đi qua đây, ngang qua đây con gặp ông, con thấy ông bán vé số mà con nhìn vô thì con thấy ông hình như bị mù cả hai mắt luôn ông ha. Không thấy gì hết. Ông không thấy gì hết hả? Ông bị bốn tuổi trời. Dạ? Bị đau bơn bốn tuổi trời. Ông bị hồi 4 tuổi đến giờ. Dạ. Bị bơn chân không có bác sĩ. Dạ dạ. Thì năm nay là 72 tuổi rồi. Ông 72 tuổi rồi. Con xin lỗi ông tên gì ông ơi? Hả? Con xin lỗi ông tên gì ạ? Nguyễn Quẹt. Dạ? Nguyễn Quẹt. Nguyễn Quang Quẹt. Nguyễn Quang. Nguyễn Văn Quẹt. Quẹt là Quẹt chim á, Quẹt chim á. Dạ Quẹt chim á. Nguyễn. Dạ. Nguyễn. Dạ. Nguyễn Quang Quẹt. Đây ông có cái bút. Dạ. Có bút ông tên là. Dạ. Ông ơi có người mua vé số không ạ? Ông cầm tiền đi ông ơi, ông cầm tiền đi ông ạ. Cảm ơn chú. Con chia sẻ để cho giúp cho ông này. Dạ. Ông ơi, con thì cũng đi chia sẻ các cái mảnh đời bất hạnh á. Con gặp ông ở đây ha. Con cũng muốn hỏi thăm một chút về hoàn cảnh của ông để mà con quay rồi con đưa lên để có ai mà giúp được cho ông á thì con tới con liên hệ với ông nha. Dạ. Chú đây là chính. Dạ. Ông ai chở ông xuống đây ông ngồi ông bán ở đây? Cái gậy đây nè. Dạ. Cái gậy đây nè. Ủa cái gậy hả? Cái gậy thấy cái lề là mất liền đi. Dạ. Mất liền đi cái là hố ngày này do ông dám mình qua cái đường. Mà từ đó đến ông xuống đây sao không ông? Chờ. Tiếng hồ. Đi một tiếng đồng hồ à? Trên chỗ kiệt 382 á. Dạ, kiệt 382 đường Núi Thành à. Đó. Ủa mà sao ông không làm tam tre ở trên đó mà ông xuống đây? Hết việc rồi. Hết việc làm rồi đó hả? Hết việc làm ở đây chứ. Dạ dạ. Ông là có vợ có con gì không ông? Không có trai gái, độc thân. Ông là không có vợ có con à? Nhà ông là ở đâu? Sơn Trà, quận 3. Sơn Trà, quận 3. Mà là ông ở bên đó với ai? Ông Anh Rục. Ông Anh Rục hả? Dạ. Anh Rục mà không khó lắm, ông không có việc lắm. Ông lớn tuổi rồi, ông tên tuổi bác. Ông Anh Rục ạ. Ông Rục lớn tuổi bác là. Dạ, ông lớn tuổi ông rồi hả? Đấy, ông có chắc Ba Lan rồi đó. Dạ, dạ, dạ. Vậy ông là không. Vậy là ông bị mù từ lúc 4 tuổi đến giờ đó không ạ? À, 4 tuổi trời. Dạ. Rồi ông ở đây là đường Vườn Diệu với đường Nguyễn Văn Linh quý vị ạ. Nguyễn Văn Linh đây đúng không anh? Nguyễn Văn Linh với lại ngã tư Vườn Diệu đó. Gần đây. Giờ hôm nay hãy cũng đi ngang qua quý vị. Thấy ông bị mù cả hai mắt. Bán vé số ngay chỗ ngã tư Nguyễn Văn Linh vào đường Vườn Diệu quý vị ạ. Bây giờ con muốn gửi cho ông hỗ trợ cho ông một ít tiền ha. Cũng con trích từ Mạnh Thường Quân á, con gửi cho ông nha. Nhưng mà con gửi cho ông tiền thì ông có giữ được không? Giữ được chứ. Hay là bây giờ thế này, con gửi cho ông chỗ này thì để từ xa đi qua hết rồi con gửi cho ông nha. Để từ con hỏi thăm nó một chút rồi con gửi cho ông luôn hỉ. Dạ dạ. Cảm ơn trước ha. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Vậy là lúc nhỏ giờ là ông ở chỗ hội người mù đó à? Hay là hồi nhỏ giờ ông mưu sinh bằng nghề gì không? Hồi nhỏ thì là ở Bà Chị Gái. Dạ. Khó khăn quá cái đi qua chị dâu. Dạ. Chị dâu cái cũng khó khăn quá đây. Dạ. Cái xin ra việc làm. Dạ. Phải khó khăn cái gì cái việc làm. Dạ. Là năm 93. Dạ. Năm 93 do hội người mù. Dạ. Thì bắt không tính. Dạ. Bắt nhớ mà chắc 23 năm rồi. Dạ. Tính cái nét thôi.
càng thế càng được bài. Dạ dạ. Bà hai từ hôm bà được bà 27 năm rồi chứ. Dạ dạ. Ồ. Ồ trời. Ông đi bắn ông đi có tiếng đồng hồ mới tới đây ông ngồi đây hả? Tiếng ngồi tới đây. Dạ. Ngay chỗ đường Núi Thành đó. Bà thân mời. Dạ. Chắc có thấy kìa. Con đi ngang qua đây thì con cũng muốn chia sẻ ông ở đây ha. Ông thường thường ông ngồi bắn ở đây đúng không? Ở đây. Dạ. Ở đây buổi chiều ở đây. À, buổi chiều là ông ngồi ở đây đúng không? Buổi sáng là trên đường Phan Trinh đó. Dạ. Buổi sáng là Nguyễn Văn Linh đường Phan Trinh. À, buổi sáng là Nguyễn Văn Linh với lại Phan Du Trinh. À, Phan buổi chiều là ông ngồi ở đường Hồ Diều. Lên đây chiều đây. Dạ dạ. Dạ. Chị né đó. Thì trong né. À, sức khỏe của ông thì cũng bình thường chứ không hả? Có đau ốm gì không ông ơi? Không, để không có gì hết. Dạ. Ôi, mắt của ông là bị mù cả hai mắt quý vị. Thấy rất là tội nghiệp nha ông. Ông đi bộ ông đi bộ mà một tiếng đồng hồ mới tới chỗ này để bán này. Rồi giỏi ha. Ủa không thấy đường mà sao ông vẫn đi được hay à? Rồi nguy hiểm quá ông ơi. Có cái này mắt là. Dạ. Mắt là đưa bà con dắt mình qua lề. Dạ. Mắt có lề nên lề. À. Là mình biết bà con nhà qua lề thôi. Dạ. Ở hồi của ông là có đông người ở không ông? Đông mà chạy đi lòng mất xôi hết à. Dạ. Đi là kiếm việc mất xôi hết à. Một ngày đó ông bán vé số là được nhiều không ông? Không. Trăm tờ có. À. 50 tờ có. Dạ. Rồi 150 tờ thôi, thấy cơ nhất 150 tờ. Dạ. Ông hình như là ông bị té hay sao mà bên cái mặt của ông nó bị một vết sẹo không ạ? À? À, đó là bị bơn cái rõ anh chở lên mặt đó. À, là bơn. Ông bị mù luôn đó. Ừ. À. Ông cầm cái số ngoài này có nguy hiểm không? Ông đưa cho người ta rồi người ta có ai nó doan rút của ông không? Không, không. Ông có à? Anh lấy Đà Nẵng ngoài này dễ thương không vậy? Dạ. Nghe anh lấy 10 tờ chứ là 11 tờ lấy tờ là. Dạ. Yeah. Bởi vì ông cũng ai thấy ông chắc cũng thương chứ hơi không ha. Gần đây con cũng thấy nhiều cái trường hợp mà những trộm cướp á nó cũng giặt của những người khuyết tật đó. Thấy làm tội nghiệp. À, ông ơi, con gửi cho ông 1 triệu hiện cái này là của anh Hải công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Duyên Hải đây. Anh gửi cho con để chia sẻ các cái mảnh đời bất hạnh đó nha. Từ từ để con lấy trong túi con ra rồi con gửi cho ông nha. Dạ dạ. Ông ơi, con gửi cho ông 1 triệu này. Ông biết tiền không? Đây quý vị. Dạ, à đây là anh Hải cũng đưa gửi cho con để giúp các cái mảnh đời bất hạnh đó nha. Rồi con gửi cho ông để mà ông mua thức ăn được ha. Chắc rồi. Chứ ông cũng lớn tuổi rồi, chắc đi bán vé số mà mắt bị mù nữa nên chắc cũng gặp rất là nhiều khó khăn phải không ông? Ừ. Dạ đây này con gửi ông tay không nè, ông cầm nè. Đó. Ông biết tiền là bao nhiêu ông biết không? Biết hả? À? Như hai tờ nó con gửi ông là ông biết bao nhiêu là đúng không? 500 500. 500 mà. Cái này thuộc là lừa tiền hết rồi. Dạ. Lừa là từng đồng luôn. Dạ. Đồng mua rồi biết hết. Ủa biết luôn không? Dạ biết hết. Ồ hay đó hả? Có điện thoại nó mình soi mình biết là sao? Mình thích cho mình gói cho nó. Dạ dạ. Rồi mình không cho người chống biết mình gói cho. Dạ. Cái là bởi người chống biết ăn dân mà ra. Dạ dạ. Anh chơi. Ờ vậy hả? Chết chào mà vẫn cầu cái này chật máy. Dạ. Anh đổi cái mạng cho lắm cái này. Ồ vậy hả? Đó. Nhưng mà hình như là tờ 500, tờ 200 rồi đó là ông Sờ biết là người quen rồi đúng không? À, bởi vì nó có kích thước của hắn đúng không? Rồi, nó hồi chưa mình chưa có điện thoại. Dạ. Mình đâu mình biết hết. Dạ biết hết hả? Mình mất thời gian. Dạ. Lo thời gian cái này lo hẹp vẹt. Dạ. Cái này họ cho mình học 4 ngày. Họ biết mà cái này. Dạ. Còn mình về mình ra mình. Dạ. Mình lấy tiền kích chưa là trên 5 ngàn, trên 2 ngàn mới thấy. Dạ. Bây giờ rồi mình người giống hơn do mình được. Dạ. Ha? Dạ. Giờ anh về đến chị chú thấy không? Dạ. Đến chị chú mà rút là 300 biết mà. Dạ dạ. Đổ vô rút từ một vô. Dạ. Ông cắt đi, ông cắt cho kỹ vậy. Dạ. Coi chừng rớt không nghe. Đó chị năng nghìn vô trong mình chị chết rồi. Dạ. À, cảm ơn con nhiều nghe. Dạ rồi. Rồi ông ngồi đây ông bán nghe. Rồi con chia sẻ rồi có ai tới đây rồi ủng hộ cho ông nghe. Rồi, bán cho nó dễ hơn không nhỉ? Đúng rồi. Ở đây là đường Nguyễn Văn Linh và đường Hồ Diều quý vị. Ông đi bộ là cũng
một tiếng đồng hồ từ núi Thành tới đây để mà bán vé số này quý vị ơi. Hôm nay Hải đi ngang qua thì gặp ông ở đây cũng chia sẻ để nhiều người biết đến ông để cho ông đỡ vất vả hơn. Và nếu biết đâu được là hữu duyên được có cô bác anh chị nào đó giúp cho ông ở nhà thì cho khỏe hơn. Đi bán đi ngó thì rất nguy hiểm, năm nay ông cũng 72 tuổi rồi, tuổi già rồi ông hiểu. Thế làm gì chứ? Dạ. Thế làm. Dạ. Rồi chúc ông mạnh khỏe nghe ông. Có mang cơm gì đấy. Dạ dạ. Đó quý vị ơi. Rồi chúc ông mạnh khỏe nghe. Ông là tên ông Quẹt đúng không? Nguyễn Quẹt. Dạ, ông Nguyễn Quẹt. Dạ, ông là độc thân không có vợ không con quý vị ạ. Nãy giờ Hải cũng quay nói quý vị, ở đây là đường Nguyễn Văn Linh và đường Phường Diệu của thành phố Đà Nẵng nha quý vị. Của thành phố Đà Nẵng chứ còn cô bác anh chị không biết là ở quận Nam ở đâu nữa. Dạ dạ dạ. Con đi nghe. Chúc ông mạnh khỏe nghe không? Dạ dạ rồi. Cảm ơn quý vị.